Bài này chúng ta sẽ làm một cái hiệu ứng trên Figma như thế này. Vậy thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ thấy cái trái tim nó bự lên, bấm vào thì nó nhỏ lại. Đây tôi làm clip này là vì cái chỗ mà nó zoom ra từ cái tâm này, chứ bình thường các bạn làm thì nó sẽ zoom ra từ cái góc phía trên xuống. Rồi như vậy thì chúng ta tạo ra một cái design file. Rồi chúng ta sẽ có một cái farm iPhone 13 14. Rồi tôi copy cái kia tôi đưa vô đi, ví dụ như vậy. Chúng ta copy cái nội dung chúng ta đưa vào. Nội dung này thì tạm thôi, cái tách tạm thôi. Chúng ta đưa vào để cho thấy nó đẹp thôi chứ không gì hết. Đây. Rồi. À, như vậy chút xíu nữa chúng ta sẽ đưa cái trái tim vào. Bây giờ chúng ta sẽ làm trái tim. Làm sao để chúng ta click vào nó để nó zoom ra và nó center như trong cái ví dụ hồi nãy. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy trái tim vào. Trái tim chúng ta lấy trong cái Iconify. Đây là một cái plugin miễn phí mà chúng ta có rất nhiều. Tôi sử dụng có cái này thôi. Ứng dụng này thôi. Chúng ta gõ chữ hát. Tắt tiếng Việt. Đây, ở đây chúng ta lấy hình một hình trái tim. Lấy trái tim này. Ví dụ như vậy. Trái tim này. Rồi tôi đem ra ngoài đây luôn cho nó thành cái, nó là vector ha, bỏ cái farm này đi. Rồi bỏ cái farm này đi, nhấn delete. Rồi tôi tắt cái iconify này. Rồi như vậy chúng ta có trái tim như thế này. Bây giờ trái tim này nó đang màu đen nè, tôi sẽ cho nó không có màu và tôi cho nó có stroke. Cho sót là 2 ha. Để chúng ta coi trái tim đưa vô đây nó phù hợp. Rồi, cho nó tăng thêm stroke nữa. Stroke là 3. Ok. Rồi, như vậy là trạng thái 1 là như vậy. Trạng thái 2 là trái tim đỏ, bự lên ha. Như vậy ở đây mình sẽ farm nó lại. Farm nó lại. Rồi xong chúng ta combine á. Đây chúng ta combine á. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta kéo cho nó rộng ra chút xíu. Trong cái combine này. Trong cái combine này chúng ta có cái trong đây chúng ta có cái farm, chúng ta cho nó rộng ra một chút. Nhấn control chúng ta kéo nó rộng ra. Kéo cái farm này nó rộng ra. Và chúng ta chọn cái vector bên trong này. Chúng ta chọn cái vector bên trong, chúng ta cho nó nằm chính giữa ha. Để zoom chính giữa của cái này, của cái farm này, cho nó nằm chính giữa luôn. Như vậy thì mình phải ăn gian ra, ăn gian cái farm ra để cho nó luôn luôn nằm chính giữa như thế này. Rồi bây giờ tới chỗ này thì chúng ta sẽ cho nó cái variant với lần này. Rồi ở trạng thái với lần này thì chúng ta chọn bên trong này. Cái với lần 2, với lần 2 chúng ta chọn bên trong. Chúng ta đổi nó đi. Không có cho nó stroke mà chúng ta cho nó fill. Fill màu đỏ đi, ví dụ vậy. Và cho nó lớn lên. Tất nhiên là nó lớn nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái farm đó ha. Nhấn alternate này, chúng ta cho nó lớn lên. Rồi, ok. Như vậy chúng ta đã có hai trạng thái rồi. À, cái này nó cũng center luôn. Cái này cũng center luôn. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ cho nó bên lên. Ở đây chúng ta vô cái rotate. Chúng ta sẽ cho nó từ đây nó chuyển qua đây. Bấm tab ha khi mà click. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho nó smart animate. Và chúng ta cho nó bên. Bên xì. Rồi, hoa nó tung như vậy.
800. Rồi tương tự, lít cái này thì qua chơi đây. On top thì nó cũng bên C 800. Rồi. Cái bài này á, nó ngắn thôi à, nhưng mà ý tứ của nó rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không có nới rộng cái farm này ra thì chúng ta sẽ không bao giờ cho nó zoom ra từ cái center được. Rồi tôi đưa cái dạng ứng dụng vào. Đây, chúng ta đem vào đây. Và đây là cái chỗ mà chúng ta bấm la, bấm để chúng ta bấm like, bấm thích, yêu thích. Đây, chúng ta bấm đây. Xuống đây nữa. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thử nè. Rồi, chúng ta bấm vô ha. Zoom lên. Và nó zoom lên, khi nó bắn lên á là nó ngay trung tâm, nó bung ra. Mình có thể cho nó nhanh hơn một chút. Cho nhanh hơn một chút. Dù đây, chúng ta cho nó 500. Đây cũng vậy. Cho nó 500. Rồi, restart. Đó là cái bài mà chúng ta tạo cái nút like trên Figma.